Mở đầu chương trình như thường lệ, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Bạn có biết. Thưa quý vị khán giả, Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Du lịch thành phố phát động giải Hoa Sen 2015. Đây là cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm đặc trưng cho thành phố Hồ Chí Minh. Hiện các mẫu hàng mỹ nghệ làm vật lưu niệm cho du khách trong và ngoài nước đến với thành phố Hồ Chí Minh khá ít ỏi, trong khi những mẫu thiết kế mới lại rơi vào lối mòn ý tưởng, không đặc sắc và không mang đậm dấu ấn của thành phố. Do đó, giải Hoa Sen lần đầu tiên được tổ chức, hy vọng sẽ tìm kiếm được thật nhiều sản phẩm lưu niệm, quà tặng mới mẻ, sáng tạo hơn, mang nội dung khái quát giới thiệu, quảng bá hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh đến với du khách. Theo ban tổ chức, chủ đề chính của cuộc thi là những mẫu thiết kế sản phẩm lưu niệm quà tặng, tập trung vào các điểm tham quan, công trình kiến trúc, khu chợ truyền thống, đời sống sinh hoạt văn hóa, mang đậm nét đặc trưng của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Bài dự thi sẽ được làm từ các vật liệu đó là gỗ, mây, tre, lục bình, nhựa composite, giấy, sơn mài, và đặc biệt là không được vi phạm về luật bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng. Hạn chót nhận phiếu đăng ký dự thi giải Hoa Sen là vào ngày 30 tháng 6 năm 2015. Ban tổ chức sẽ tổng kết và trao giải tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ITE vào tháng 9. Tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn nghệ thuật Múa rối nước Sài Gòn đã tổ chức lễ ra mắt công chúng thành phố. Như vậy, hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh có 3 đơn vị chuyên biểu diễn phục vụ múa rối nước, đó là Nhà hát Phương Nam, Nhà hát Múa rối nước Rồng Vàng và Đoàn nghệ thuật Múa rối nước Sài Gòn. Để giúp múa rối nước có thêm nhiều cơ hội đến với công chúng trẻ và du khách quốc tế, một số anh em diễn viên, nhạc sĩ, những người tâm huyết với bộ môn nghệ thuật này đã kết hợp tổ chức ra mắt Đoàn nghệ thuật Múa rối nước Sài Gòn. Đơn vị nghệ thuật xã hội khóa này tập trung biểu diễn phục vụ học sinh, sinh viên ở các trường học, trẻ em vùng sâu vùng xa, tổ chức các lớp giảng dạy về nghệ thuật rối và chế tạo đồ lưu niệm, liên kết với những công ty du lịch để phục vụ quảng bá múa rối nước cho du khách quốc tế. Theo kế hoạch thì từ nay đến cuối năm 2015, đoàn sẽ đầu tư dàn dựng một vở múa rối dài mang âm hưởng dân gian Nam Bộ, nội dung được lựa chọn giữa câu chuyện về Bác Ba Phi hoặc thần đồng đất Việt. Trong các chương trình biểu diễn thì ban tổ chức sẽ xây dựng thêm các tiết mục trình diễn đờn ca tài tử, tổ chức và giới thiệu các trò chơi dân gian đến khán giả.